Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ, thưa sư, một người đang thực hành thiền thì đang làm lợi ích cho bản thân mình. Vậy người ấy có đang làm lợi ích cho người khác được không ạ? Và làm lợi ích ấy như thế nào ạ? Người thực hành thiền là mang lại lợi ích cho bản thân mình là đúng. Đức Phật nói là dù nợ người bao nhiêu chớ quên phần tự nợ, nhờ thắng chí tự nợ hãy chuyên tâm nợ mình. Nợ mình chính là cái người đang hành thiền, là Đức Phật gọi là cái người nợ mình đấy, nợ cho bản thân mình ấy. Dù nợ người bao nhiêu cũng chớ quên phần tự nợ, là thế. Thì cái người mà đang làm lợi ích cho mình này cũng sẽ làm được lợi ích cho người. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà có bệnh, thì cái người này bản thân cái người có bệnh đấy cũng khổ đau, mà những người thân cũng sẽ khổ đau. Người thân mình cũng khổ đau vì mình ốm đau thì những người bên xung quanh cũng đâu có sung sướng gì, mình khổ thì mọi người cũng khổ. Vậy thì một cái người này mà chữa trị mà nó lành được cái bệnh đó, lành đến đâu thì bản thân mình được an lành đấy, mà những người thân xung quanh cũng được an lành đến đấy. Cũng như vậy nhá, một cái người mà không tu tập thì người đấy có đầy rẫy những cái phiền não, tham dục, sân hận, si mê, tà kiến ở trong lòng, thì cái người đấy sống với ai thì mọi người đấy sẽ khổ. Cái người đấy mà có tâm tham, người ta sống ở đâu, người ta ăn trộm cắp của mọi người xung quanh phiền não theo. Người đấy mà có tâm sân, người ta sống với ai, người ta gây sự công kích, nói xấu, phỉ báng, châm chọc, gây chia rẽ, mất đoàn kết đến đấy, thì những người xung quanh cũng khổ đau. Người đó có si mê, tà kiến, không biết đúng sai, phải trái, chánh tà, ai nói sao nghe vậy, thì cái người đấy không những họ khổ đau mà những người thân cũng khổ đau. Vậy thì một cái người đấy có cái sự tu tập ấy, thì người ta đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, thì người ta trong cái sự khi mà người ta tu tập đấy, người ta sống hiền thiện, người ta không hại mà mình, và người ta cũng không làm hại người, không ăn trộm cắp của ai, nên mọi người xung quanh được an này, người ta không gây sự với ai, mọi người xung quanh được bình an, người ta không có tà kiến, người ta không dẫn dắt người khác đi vào cái đọa xứ khổ đau. Vậy thì cái người đấy đang tu tập, dù đã thành công hay chưa thành công, thì họ có lợi ích thì những người xung quanh cũng được cái lợi ích này. Ví dụ như là một cái người mà người ta lâu ngày người ta không tắm giặt, người ta hôi thối, thì người ta sống ở đâu, mọi người đến đến đâu người ta phải bịt mũi vào, người ta nhăn nhó mặt thì đã khổ rồi, rất là khổ. Thế còn cái người mà người ta có tắm giặt sạch sẽ đâu thì người ta cũng thơm tho, không làm khổ người khác. Vậy nên một cái người mà không hành thiền thì cái tâm người ta nhơ bẩn, cái tâm nhơ bẩn đấy người ta sống ở đâu, người ta đi đến đâu, người ta ai nhìn thấy người đó cũng cảm thấy ghê tởm. Sao mà trong cái người đấy đi đến đâu cũng sẽ làm cho người khác chán ghét. Còn những người nào mà có sự tu tập, người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, nó tăng lên, những cái tâm tham sân si nó diệt đi, người ta đi đến đâu cũng được mọi người quý kính, mọi người hoan hỷ, mọi người trân trọng đón chào. Vậy thì đấy là cái lợi ích cho người là thế. Vậy thì cái người đấy có tu tập hành thiền có đem lại lợi ích cho bản thân mình. Đó là mình cũng được cái sự an lành, an vui, mà người xung quanh mình cũng được an lành, an vui. Thì đấy là cái lợi ích cho cả mình và người là vậy.